anh chị em thân mến Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B Xin mời anh chị em đừng Nhân danh cha và con và thánh thần Amen Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh do an Lễ vượt qua của người do thái gần đến Chúa Giêsu lên Jerusalem, Giê người thấy trong đền thờ có những người bán bò, chiên bồ câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người lấy dây thừng làm roi xua đuổi hết thảy cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và nói với những người bán bồ câu rằng: hãy đem những thứ này ra khỏi đây và đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép rằng lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái nói với người rằng ông tỏ ra cho chúng tôi thấy dấu lạ nào là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời Hãy phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ dựng lại. người do thái nói phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông ông sẽ xây dựng lại trong ba ngày hay sao? nhưng người người nói về đền thờ là thân thể người, vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó nên đã tin thánh kinh và tin lời người nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, nhiều kẻ tin vào danh người khi chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ vì người biết tất cả mọi người và không cần ai đưa ra chứng cứ về con người vì chính người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Anh chị em thân mến! trong những tháng cuối năm 2020 6 tiểu bang ở Hoa Kỳ đó là California, Minnesota, New York, Kentucky, Texas và Colorado. Các nhà thờ bị tấn công phá hoại. Đặc biệt Vương cung thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Denver, bang Colorado bị hư hại nặng nề. Những kẻ phá hoại xịt sơn lên tường nhà thờ với những câu Thiên Chúa đã chết, không có Thiên Chúa. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã phá bỏ 23 nhà thờ tại giáo phận Hàm Dân, Trung Quốc. Hay như trong năm 2018, có 877 nhà thờ Công giáo bị phá hoại tại Pháp anh chị em thân mến việc tấn công đốt phá nhà thờ xảy ra nhiều nơi trên thế giới và ở mọi thời đại những kẻ chống phá giáo hội công giáo có việc phá bỏ nhà thờ như là cách thế để tiêu diệt sự hiện diện của giáo hội nhưng thưa anh chị em họ đã lập vâng họ đã lập Giáo hội Chúa Kitô hiện diện không phải bằng ngôi nhà thờ nguy nga bằng những ngôi nhà thờ bằng gạch đá. Nhưng hiện diện bởi một cộng đoàn được Chúa Kitô quy tụ. Cộng đoàn này hiện diện không như một tổ chức thuần túy mang đặc tính thế trần, thưa anh chị em. Vì cộng đoàn này do chính Chúa quy tụ cho nên việc phá bỏ nhà thờ chẳng có liên quan gì đến sự tồn vong của giáo hội. Thật vậy, trong suốt hơn 2.000 năm, kể từ ngày khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần cho tới hôm nay, giáo hội luôn đối diện với nhiều cuộc bắt bớ, có khi thì công khai mang tính toàn diện như những thế kỷ đầu, hoặc mang tính cục bộ địa phương như tại Việt Nam, Nhật, Đại Hàn. Có khi thì âm thầm mang tính kỳ thị tôn giáo như đã và đang xảy ra trong một số quốc gia trên thế giới. Thế nhưng giáo hội Chúa Kitô vẫn tồn tại. Vâng, thưa anh chị em. Suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm nay, giáo hội Chúa Kitô không ngớt phát triển và hiện diện hầu như trong tất cả các quốc gia trên thế giới với một con số trên 1 tỷ 300 triệu tín hữu và được coi là một giáo hội Kitô lớn nhất bởi giáo hội được hình thành không như những tổ chức trần thế khác và có thể nói giáo hội là một mầu nhiệm. Vâng, một mầu nhiệm không thể thấu đạt theo sự tò mò của trí tuệ con người chúng ta. Thật vậy, Giáo hội mầu nhiệm với bao nghịch lý như nhà thần học Henry de Lubac đã trình bày trong tác phẩm The Church Paradox and Mystery. Theo ông, giáo hội Chúa Kitô có biết bao nhiêu là nghịch lý. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chất chứa bao nhiêu điều trái ngược tương phản nhau. Trong giáo hội xuất hiện nhiều cá nhân, nhiều đoàn thể sẵn sàng tuyên xưng đức tin và lòng trung thành tuyệt đối đối với giáo hội. Nhưng cùng lúc cũng có nhiều người trong giáo hội đang vận dụng hết khả năng để chống lại giáo hội. Giáo hội là thánh thiện. Thế nhưng giáo hội lại được dựng xây từ những con người tội lỗi. Giáo hội có trách nhiệm quy tụ dẫn đưa nhân loại vượt khỏi cạnh lầm than thế tục và hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời thế nhưng giáo hội cũng vướng bận với bao nhiêu sự chóng qua của thế trần. giáo hội mang tính phổ quát không bị đóng khung trong một định chế mở rộng đến với mọi người bằng sức mạnh của tình yêu thần kỳ nhưng có nhiều người trong giáo hội đang sống co cùng khép kín thế nhưng chính trong cái nghịch lý ấy giáo hội trình bày đầy đủ về thực chất thuộc bản tính con người nhân loại một nhân loại mà giáo hội đoán lại nhận lấy bởi vì xét cho cùng cái nghịch lý của giáo hội thể hiện những mâu thuẫn khôn cùng của con người và nhà thần học là luy bách đã chỉ cho thấy chính cái nghịch lý của giáo hội dẫn đưa chúng ta vào cái mầu nhiệm của hội thành. Giáo hội có tính nhân bản và thần linh cùng một lúc. Là quả phúc từ trên cao và là sản phẩm từ trần gian này cùng một lúc. Giáo hội ấy hướng về quá khứ, một quá khứ chứa đựng một kỷ niệm mà giáo hội biết sẽ không bao giờ qua mất. Và giáo hội ấy cũng nhìn về tương lai hân hoan nhờ niềm hy vọng vào một cuộc hoàn tất không cùng mà bản chất của nó không một dấu khả giác nào có thể miêu tả được. Vâng, thưa anh chị em, giáo hội đầy nghịch lý đó chính là đền thờ mà Chúa Giêsu xây lại trong ba ngày. Người xây đền thờ không bằng gạch đá đất sét xi măng được nung trong các lò gạch Nhưng là bằng những viên gạch của những tâm hồn tin vào Chúa Những viên gạch được nung trong lò giê -xu. Và trên mỗi viên gạch đó được in đậm tên giê -xu. Và được gọi là Kitô Tô Hữu Viên gạch mang tên giê -xu được nung đốt trong lò lửa mến yêu một tình yêu mà Đức Kitô mang đến để biến đổi những tâm hồn cằn cỗi nảy sinh sự sống để thanh lọc những tâm hồn ô nhơ nên tinh tuyển để thay đổi những tâm hồn băng giá vô cảm thành những con người lan tỏa yêu thương để thay đổi những tâm hồn sống trong u buồn trở nên niềm hoan lạc vì ơn cứu độ được trao ban đền thờ này Đền thờ được kết nối giữa các viên gạch bằng chất keo thần khí của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em. Chính Chúa Thánh Thần liên kết giáo hội thành một cộng đoàn mà trong đó tất cả mọi người là anh chị em của Đức Kitô. Tất cả mọi thành phần thuộc cộng đoàn này trên nguyên tắc có cùng một phẩm giá và có cùng một ân huệ được làm con cái của Chúa. Một ơn gọi trở nên trọn lành, một ơn cứu độ và là một niềm hy vọng duy nhất, một đức ái không phân chia. Tất cả mọi người cùng sát cánh bên nhau để cùng nhau tham dự vào một sứ vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Đức Kitô. Chúng ta cần làm cho mong muốn của Đức Kitô thành tựu. Chính nơi đền thờ này Đền thờ mà Đức Kitô xây dựng trong ba ngày Làm cho mọi người được cùng hiệp thông trong tình huynh đệ anh chị em Với những người khác được gọi là được Chúa yêu thương Cùng nhắm tay nhau nhịp bước tiến về nước Chúa hứa Vâng, đền thờ này là con đường hiệp thông của niềm hy vọng Nằm trong và cùng với đại gia đình nhân loại Chính ở nơi đền thờ này, những kẻ tin làm cho nhân loại tìm thấy niềm vui mừng nơi giáo hội, mãnh liệt hơn cái đau khổ họ đang chịu. Cái mối nguy hiểm mất mát bởi những sự khác biệt bên ngoài sẽ được hòa giải bởi những người khác trong cộng đoàn. Vì thế, trong chiều kích lữ hành, cộng đoàn dân chúa được thúc đẩy việc cùng nhau cử hành bí tích thánh thể là tâm điểm đó như là phương thế tối cần thiết của con đường tiến vào nước trời. Anh chị em, ở đây giáo hội sẽ luôn là một đền thờ mang niềm vui và hy vọng cho mọi người. Vâng, đền thờ Đức Kitô xây dựng trong ba ngày chính là cộng đoàn chúng ta đây. Một cộng đoàn được quy tụ bởi đức tin và được thể hiện bởi lòng mến xin cho cộng đoàn của chúng ta luôn mãi là một đền thờ của thiên chúa hiện diện không phải là bằng những viên gạch đá mà bằng chính tâm hồn của từng người chúng ta bằng chính đức tin của chúng ta và bằng chính lòng mến của chúng ta amen